Tổng thống Biden vừa kêu gọi mọi người nên bình tĩnh sau vụ một thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết. Đêm 13 tháng 4, tại thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota vừa mới phải trải qua đêm giới nghiêm thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tập trung trước sở cảnh sát Brooklyn Center ở ngoại ô Minneapolis, nơi thanh niên gốc Phi Châu 20 tuổi bị một cảnh sát rút nhầm súng lục thay vì súng phóng điện và bắn chết vào ngày 11 tháng 4 trong một vụ kiểm tra thông thường. Khoảng 40 người đã bị bắt trong đêm 13 rạng sáng 14 tháng 4. Nhiều cảnh sát bị thương nhẹ khi giải tán đám đông. Vụ tai tiếng mới nhất của cảnh sát xảy ra vào lúc tòa đang xét xử một cảnh sát da trắng dùng đầu gối chèn cổ George Floyd, một người Mỹ gốc Phi bị nghẹt thở và qua đời hồi năm ngoái.